Thì dừa xin chào cả nhà mình ha. Thì mình đang thu hoạch cái vườn dừa mã lai nghe cả nhà mình, mã lai bầu ha. Ủa, trái cực kỳ trái luôn cả nhà mình thấy không? Đó. Quá là trái luôn. Nhà mình thấy dừa mã lai không? Quá là nó sai luôn nha cả nhà mình. Thì cái dừa mã lai này nè, thì cái dừa mã lai này cả nhà mình cũng biết rồi đó. Thì cái giá hiện tại nếu mà thu hoạch tại vườn đó cả nhà thì nó rơi vào khoảng cái giá khoảng 80-85 ngàn cả nhà. Thì cái giá dừa mã lai năm nay đó, nó không có cao bằng như mấy năm trước nha cả nhà, nhưng mà dù sao cái giá nó bán cũng ok nha cả nhà. Quá là trái luôn. Trái nhỏ nó mê. Dài cây thôi ha. Rất là đẹp luôn. Quá là trái luôn cả nhà mình. Siêu khủng của nhà, rất là đẹp luôn rồi thấy không? Quá trời. Thì cái dừa mã lai chu á cả nhà thì nó cũng giống cái dừa này thôi, nhưng mà dừa mã lai chu thì cái giá nó thấp hơn cái dừa này nghe cả nhà. Quá trời cái dừa trái. Quá rồi cái dừa của nhà ha, sai cực kỳ sai. Thì mình nói chung là mình đang thu hoạch cho người ta, mình đang thu hoạch cho người ta nên mình không có quay nhiều được như cái nhà mình, mong cái nhà mình thông cảm ha. Thì đó, thì cái giá dừa mã lai á, thì hiện tại á cả nhà nó thu mua tại vườn á thì rơi vào giá khoảng chừng 80-85 ngàn cái nhà. Thì cái giá đó là 12 trái cả nhà. Vườn dừa này là phải nói là khỏi chê luôn nha cả nhà, nói nhà mình thấy không, rất là sai cả nhà mình thấy không. Thì cả nhà mình xem nó hay á thì đăng ký kênh ủng hộ thì vừa mình cảm ơn rất nhiều nha cả nhà. Rất là sai luôn cả nhà. Dù bộ nào mới là vậy cả nhà. Quá wow, trái luôn. Thôi thế cả nhà, mình xin kết thúc video tại đây cả nhà. Thì cả nhà mình xem kênh thấy hay á thì đăng ký kênh ủng hộ thì dùng, cảm ơn cả nhà rất 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 là nhiều.